Rồi, chiều xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chiều mới vừa đi săn được một chiếc Fortuner phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, phục vụ cuối năm cho anh chị luôn. 2019, máy dầu số tự động luôn anh chị, màu bạc, chạy 52.000 cây. Và được một cái là 4 cái máy cản vẫn còn luôn anh chị nha, mấy cái máy cản này nè. Đó, xe này phải nói là còn cực kỳ đẹp lắm. Bây giờ chiều sẽ tiến hành đi dạo một vòng cho anh chị coi. Anh chị nào đang quan tâm dòng Fortuner, máy dầu số tự động 2019, giá 835 triệu thì anh chị cứ đến ngay chỗ của chiều coi xe nha. Đó, gần cuối năm rồi, lâu lâu có về một chiếc xe đẹp để phục vụ cho anh chị ngày cuối năm nè. Có quan tâm thì đến coi nha. Bây giờ chiều sẽ tiến hành đi đi quay một vòng cho anh chị các bạn tham khảo qua. Hiện tại bây giờ bãi xe của chiều cũng hết xe rồi anh chị. Nè, còn leo que có vài xe anh chị. Anh chị nào mà có xe mà muốn bán á, thì liên hệ trực tiếp cho chiều nha. Chị sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn. Hoặc là anh chị nào nào có xe mà muốn muốn đổi cái xe cũ của mình mà đi mua xe mới á anh chị. Đã muốn bán cái chiếc xe cũ của mình á thì anh chị cứ liên hệ cho chiều nha. Chị sẽ đến tận nhà anh chị mua xe và mua xe giá cao hơn thị trường cho anh chị luôn. Đó, rồi bây giờ anh chị và các bạn cùng chiều đi đi dạo một vòng với chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2019 này anh chị nha. Rồi bây giờ chiều sẽ tiến hành đi quay một vòng cho anh chị coi nè. Đầu tiên chiều sẽ cho anh chị coi bốn cái mí cản nè, coi nè. Đó, 2019 nha, đây là vỏ xe cũng còn dày luôn nè anh chị. Xe này một chủ từ đầu luôn anh chị cứ yên tâm. Đây, cuối năm này người ta kẹt tiền á, người ta bán anh chị chiếc xe này, đảm bảo cho anh chị là xe không có bị cứng đụng, không có ngập nước gì hết, máy móc mọi thứ là nguyên zin nè. Mí cản vẫn còn nè, vỏ xe còn dày luôn nè. Xe này chạy mới có 52.000 cây anh chị. Đó, đây, nước sơn liền lạc nè. Xe này gần như là sơn zin luôn anh chị. Anh chị coi nè, đó, gần như là sơn zin luôn. Đây, mí cản phía sau vẫn còn cho anh chị luôn nè. Anh chị thấy không nè, vỏ xe này còn dày luôn nè. Bánh xe dự phòng là chưa có sử dụng luôn anh chị. Đây nè, coi nè, bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn. Gầm bồng là đẹp luôn anh chị nha. Đó, anh chị thấy không, một cái xe mà đi 52.000 cây mà bốn cái mí vạt cản vẫn còn luôn. Đây nè, đó, lâu lâu về được một chiếc xe đẹp phục vụ cho anh chị nè. Nước sơn liền lạc anh chị. À, xe quá đẹp luôn. 2019 đi vào trong nội thất này nó còn đẹp nữa anh chị coi nè. Vô lăng nè, thấy chưa, 2019 52.000 cây chuẩn luôn. Đó nè, lên sẵn màn hình Android cho anh chị luôn. Bọc tắp lô nè, có cái bọc vô lăng nè, chiều mới tháo ra nè. Cần số còn đẹp luôn. Và cái này là anh chị coi nè, người ta dán keo nè. Không, anh chị không thích anh chị lọc ra là nó như mới luôn, mới tinh luôn. Hay cái dàn ghế cũng còn đẹp nè anh chị. Đó, thấy không, 2019 nha. Đây, máy dầu số tự động màu bạc, mới vừa về luôn. Thấy không, họ đây chân ni lông nè, bọc ghế da, như ghế da sẵn rồi. Fortuner máy dầu tự động là ghế da sẵn, có lót sàn cho anh chị nè. Mấy cái bể bước chân nó cũng còn đẹp nè. Đó, cái này nó bị dập lên thôi, không sao đâu, tại mới vừa về đeo lên lên lưu xuống á anh chị thấy không. À, còn đẹp nè, tấp bi cửa còn đẹp luôn nè anh chị. Đó, lâu lâu về được một chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Cuối năm rồi, anh chị nào đang quan tâm dòng xe mà 2019-20 mà xe đẹp anh chị thì cứ đến cho chỗ chiều coi thử nha. Đó, đây anh chị coi cái dàn ghế nè, mới về ở chưa có vệ sinh đó anh chị. À, hơi bụi bặm thôi, vệ sinh một cái thôi là cái xe nó đẹp long lanh luôn anh chị. À, nè, tấp bi cửa nè còn đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, 2019 chạy 52.000 cây. Không, chất xe còn đẹp nè, keo chỉ mọi thứ là đảm bảo hết cho anh chị luôn. Thôi nè, lòng dè anh chị coi lòng dè nè. Người ta đi rất là kỹ luôn anh chị. Dòng xe gia đình mà, xe này người ta mua người ta dễ gia đình á. Nên người ta kỹ lắm, anh chị thấy không? Nước sơn liền lạc, chất xe đẹp. Đó, bánh xe dự phòng là chưa sử dụng luôn. Thấy không? À, quá trời đẹp luôn, 2019 luôn. Mà giá có 835 triệu thôi. Giá này chiều vẫn còn thương lượng luôn. Anh chị nào mà có quan tâm cứ đến coi xe. Nè, nước sơn liền lạc. À, quá đẹp, 835 triệu thôi, chạy 52.000 cây chuẩn ô đô, chuẩn là sử hãng luôn, bao chết hãng thoải mái luôn, quá đẹp. Nè, tấp bi cửa anh chị coi nè. Đó, đó, nếu mà xe này mà chạy kinh doanh là đảm bảo với anh chị luôn, chất xe này không có đẹp đâu. Anh chị coi nè, người ta kỹ nè, người ta dán nè, kỹ người ta dán nè, đó, không thích thì mình lột ra. Đó, thấy không, người ta kỹ, người ta dán mấy cái đề can này nọ nè. Đó, đây, nước sơn liền lạc. Đây, nắm cửa xi mạc chrome nè. Đó, này, ghế bên phụ nè. Đó, đây, lấy cái vô lăng, bọc vô lăng cho anh chị coi nè. Đó, anh chị nào quan tâm thì đến coi nha. Liên hệ liền cho chiều đến coi. Đây, cần số còn đẹp nè. Có cân bằng điện tử đầy đủ. Có màn hình Android luôn, camera lùi luôn. Bọc tắp lô luôn. Vô lăng cũng còn đẹp nè. À, 52.000 cây. Này, tắp bi cửa nè. Quay hết tất cả các chi tiết của xe cho anh chị coi luôn. Anh chị nào quan tâm thì đến coi xe nha. Đó nè, nước sơn thì liền lạc, quá đẹp. À, bốn mí cản của xe vẫn còn luôn anh chị. 2019 máy dầu số tự động.
Và đây là cái phần động cơ nè. Đó, chịu tháo cái nắp nhựa ra đó. Và cho anh chị coi cái động cơ nè. Thấy không? Cũng còn quá trời đẹp luôn anh chị. Động cơ là chưa có vệ sinh đó nha. Cái chỗ này nó có cái nắp nhựa là chịu tháo rồi đây. Tháo rồi để vệ sinh. Đó này nè, ốc cabo nè. Chưa đụng tới luôn anh chị đâu, còn zin hết. Nè, ốc đèn nè. Đó, khung xương nè. À, đang tháo mấy cái nắp nhựa ra để vệ sinh cái động cơ đó anh chị. Sẵn tiện là quay cái động cơ cho anh chị coi luôn. Đó. Rồi, đây là Fortuner máy dầu số tự động 2019 nha. Chạy 52.000 cây. Cam kết là xe không có cấn đụng, không có ngậm nước, máy móc là nguyên zin. Và bao anh chị chất hạn thoải mái luôn. Anh chị nào mà có quan tâm dòng máy dầu số tự động 2019 thì liên hệ cho Triều đến coi thử cái xe này. Anh chị cần thêm thông tin gì thì kết bạn qua Zalo, chịu gửi thông tin, hình ảnh, cà vẹt, đăng kiểm cho anh chị nha. Đó, cuối năm rồi, lâu lâu về một chiếc đúng đẹp luôn. Đó, phục vụ cho anh chị chơi Tết, hay là phục vụ anh chị công việc cuối năm ha. Đi xa, đi đường dài gì đó. Rồi, 835 triệu còn thương lượng nha. Cần thêm thông tin gì thì liên hệ trực tiếp cho Triều anh chị nha. Và Triều đang cần mua xe ô tô cũ qua sử dụng số lượng nhiều, lớn. Thì anh chị nào có xe mà muốn bán, cứ liên hệ trực tiếp cho Triều. Triều sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn. Và mua xe giá cao hơn thị trường cho anh chị. Triều cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo anh chị nha.